Đây là một cái hồ tư nhân cho nên nó không có luật lệ gì hết trơn nha các bạn. Các bạn muốn câu sao cũng được hết trơn á. Các bạn quăng, các bạn kéo, các bạn coi như là chỉ là không được dùng lưới thôi. Ở Mỹ là ít chỗ nào nó cho. Chỗ nước của mình á. Bây giờ các bạn có thể ở đây là không, nó không hạn chế các bạn lấy cá các bạn cũng được. Quăng càng xuống, kéo càng lên, rất là đơn giản thôi. Cá nó ăn càng mạnh thôi. Chào tất cả các bạn, hôm nay một ngày rất là đẹp và trời thì mình sẽ dẫn các bạn đi câu cá thử coi các bạn coi câu cá bên Mỹ như thế nào nha các bạn. Cái hồ này nằm gần con sông Mississippi của nước Mỹ. Hồ này là hồ tư nhân, người ta mua lại để người ta cho câu cá lấy tiền vé đó các bạn, mỗi một chiếc xe lấy 4 đồng. Bây giờ là mình đang chuẩn bị quẹo vô cái hồ tới chạy từ nhà mình chạy khoảng 40 phút à, phải nhìn phải nhà bản đồ đi nè à, dễ phải. Mình đã tới cái hồ này các bạn. Bình thường đi câu hồ hồ của chính phủ không mà, bởi vì nó cái phi. Bữa nay đi thử đi hồ tư nhân á, coi thử rồi cái như thế nào. Đây các bạn thấy đây là một cái hồ, hồ nước nè các bạn thấy không, rộng lắm. Đó. Thì hiện giờ là mình đang đi xuống đây để mình thả cần. Thì ở đây nó có nhiều loại cá lắm các bạn, giống như cá gô, cá phi giống Việt Nam gì đó, hay là cá ba sa, cá hú. Giờ mình xuống mình câu thử coi chuyện gì sẽ xảy ra. Các bạn thấy cái hồ rộng thênh thang không? Ok, giờ mình chuẩn bị cần đây các bạn ơi. Không biết được tình hình câu hôm nay như thế nào, nhưng mà kệ, được đi câu tại bữa nay thì bên Mỹ trời cũng hơi sương sương lạnh nha các bạn. Rất là lạnh.
đấy là đặc biệt đi câu. Bữa nay mình đã chuẩn bị một cái mồi đặc biệt nó gọi là magic bell này các bạn, gọi là rất là magic luôn á. Cái này là dành để câu cá hú giống như cá phiết cá mèo á. Trong cá hú Việt Nam mình làm bằng gan gà, gan với lại máu gà đó các bạn, trộn với nhau làm thành cái cục này lên rồi đó, hy vọng mà sẽ có cá nha các bạn ơi. Ồ, ngoài có cá kìa. Đây mình à, mình đi ra xa một chút. Các bạn thấy ở đây nó có một cái mé nè, đứng gần mé sông này cho mình câu đó. Ở đây thì sông ở đây đá ngầm rất là nhiều các bạn. Mình câu mình phải cẩn thận nếu không sẽ bị dính đá. Nãy giờ mình câu nhưng mà vẫn chưa được con nào đó các bạn, và chờ bây giờ đấm lên thì không biết nó sẽ có cá không. Đây cái khúc này là nó nối hai con sông với nhau, bên đây một bên, bên kia đường một bên nữa. Vậy con sông nó lớn lắm, cá nó bơi coi như nó bơi tùm lum hết trơn, mình cũng không biết chỗ nào sẽ có cá luôn đó. Đi câu cá ở Mỹ đó các bạn, có nhiều chỗ á cá nhiều lắm, các bạn thả xuống là dính nè. Còn có nhiều chỗ hả các bạn đứng cả ngày cũng chưa chắc có con nào.
cái gì?